Dạ, xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đến với cái video của em nha. Thì hôm nay em xin lên những cái hồ thanh lý bên em nữa đó, để em coi ngày cái hôm nay là ngày mấy cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 7 tháng 10 đó, thứ bảy, ngày 7 tháng 10 cô chú anh chị nha. Đấy, 2023 thì em lên những cái mẫu hồ bên em làm thanh lý. Có cái bộ hồ này lớn lớn, em cũng đã có video cho cô chú anh chị xem rồi. Hôm nay em báo giá cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị cảm thấy video hay, hữu ích thì cho em xin một cái like, một cái đăng ký để đồng hành cùng em làm những cái bộ hồ thanh lý giá rẻ rẻ để cho cô chú anh chị chơi nha. Hồ nét thì bên em vẫn có nhận làm cô chú anh chị nha. Hồ đẹp 100% vẫn có làm cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị cứ mạnh tay liên hệ cho em. Còn những cái hồ giá rẻ rẻ, giá thanh lý thì bên em phục vụ thường xuyên nha, lúc nào cũng có. Cái đó cũng tùy theo nhu cầu của cô chú anh chị thôi. Đấy, thì trước mắt cô chú anh chị là cái hồ này là 1m55 rộng 55, cao 55 nè, 9 full 10 ly cường lực cô chú anh chị nha. Em nói thì mang kiếp là công nghệ mới 4 lớp đáy nha, nhưng mà bây giờ cái hệ thống lọc 4 lớp đáy của em nó hoạt động mình thấy không ổn nữa đó. Với lại cái lọc dưới, cái video trước mình cũng có nói cho cô chú anh chị nghe đó, là cái lọc dưới của nó cao quá. Nó cái hệ thống lọc của nó mình thấy nó rắc rối, với lại thao tác nó không có được thoải mái, nó chật chội lắm cô chú anh chị. Nói chung là rất là khó làm. Em ở đây em làm hồ thường nhưng mà em gặp cái hồ này em cũng khó làm nữa, chứ nói chi là cô chú anh chị muốn vệ sinh hay là muốn thay đổi gì đó rất là khó, mình phải khiêng ra nguyên cái lọc. Cho nên là em bỏ cái lọc dưới luôn, em sẽ cải lại em làm cái lọc trên. Hiện tại là em làm cái lọc trên này nha. Lọc trên á thì em làm 1m rưỡi. À, cao 20, rộng 20 luôn. Nói chung cái lọc này á mà xài với cái bơm 4000 này thì em bao cho cô chú anh chị là nước trong sạch nha, không có dơ đâu, vẫn mạnh luôn. Thì cô chú anh chị nào lấy á, thì em sẽ thay cái phi này. Tại vì cái phi này, nếu mà phi 34 này á, mình dịch đi cái ống vô, cái co vô mà đi xuống á, để cho nó thổi đáy á, thì nó sẽ xuống không có kịp. Cho nên là khi mà cô chú anh chị lấy á, em sẽ thay ra luôn, em sẽ khoan lên cái lỗ 42 luôn. Em có mua cái phi xong nè, mua sẵn hết trơn. Cái nào mà mình làm được thì mình sẽ làm cho cô chú anh chị đem về chơi thôi. Hồ cũ thì cũ, mình nói tình trạng hồ vậy thì chốt thì mình sẽ làm rồi cho cô chú anh chị đem về chơi, khỏi có chế cháo gì thêm hết trơn. Thì cái hồ này á là cô chú anh chị lấy là sẽ không bao gồm bơm với đèn nha. Bơm này thì nó cũng đã bị hư rồi, đèn thì cũng đã bị bể rồi, cho nên là không bán theo cho cô chú anh chị được. Cái bơm này là cô chú anh chị cần phải giật nha, nó như máy cua le vậy đó, mình phải giật. Đấy, khi mà ghim điện vô là nó sẽ không có chạy đâu, mình phải giật nó như máy cua le vậy nó mới chạy nha. Đấy, cho nên là cô chú anh chị không biết dùng, mà bây giờ mình có cho cô chú anh chị đi nữa, về nếu mà lỗi mà có cúp điện nó không chạy, nó sẽ cháy cái bơm, nó rất là nguy hiểm. Tại vì nước mà nó cháy bơm thì nó sẽ cháy ra tùm lum hết trơn, nó sẽ, nói chung là nó rất là rắc rối cô chú anh chị nha. Thì bộ này là cái chân sắt 36 nha, chân này nó nói chung là bao chắc chắn vô cùng luôn, sắt ly tư luôn, đập nghe bon bon luôn á cô chú anh chị, chắc vô cùng. Tại vì cái chân này mình sơn lại lướt qua cái là đẹp liền cô chú anh chị, nói thật luôn, không, nó chưa có xét đâu, nó chỉ sơ sơ thôi, mình sơn lại là bao đẹp. Thì cái hồ này mình sẽ để lại cho cô chú anh chị không bao gồm bơm với đèn là 4 triệu nha. Đó, luôn cả vật liệu lọc luôn, luôn cả vật liệu lọc là 4 triệu nha. Nói thật với cô chú anh chị là những cái vật liệu lọc này nếu mà cô chú anh chị bỏ tiền ra mua cũ lại ít nhất là cũng phải 400 ngàn này. Nói thật luôn, 400 ngàn là rẻ rồi đó, mà cô chú anh chị phải đi tới lui lấy nó ra cũng 500 ngàn chứ không phải rẻ đâu cô chú anh chị nha. Đấy, mà ở đây em bán luôn cái này là 4 triệu nha, mà trong khi đó vật liệu lọc rồi cũng đã 400 ngàn rồi. Cái hồ tính ra cũng có còn có 3,6 triệu chứ nhiêu. Mà cái hồ này nói chung bao đẹp cho cô chú anh chị đó. Hồ này xài về 5, 2 năm, 2, 3 năm, 3, 4 năm chuyện bình thường luôn. Tại vì em nói tới 4 lớp đáy luôn mà, nó chắc vô cùng, nó nặng dữ lắm cô chú anh chị, nặng khiêng không nổi luôn, 4 người khiêng mà khiêng không nổi. Kính là kính 10 ly nè, 10 ly cường lực của chú anh chị xem nè. Kính 10 ly cường lực. Thì em nói là bả keo đen nha. Đấy, em nói bả keo đen.
Cái lằn keo thì theo năm tháng này nó cũng hơi tươi tươi xíu, nhưng mà nó không ảnh hưởng cô chú anh chị nha, chẳng bảo đảm cho cô chú anh chị chơi. Những cái lỗ mà hút đáy, thổi mặt, thổi đáy đồ em cũng đã bít lại hết rồi, không có cho nó hoạt động nữa. Giờ mình chỉ hoạt động cái hồ lọc trên thôi. Rồi, hồ này, hồ chân lọc luôn, vật liệu lọc 4 triệu. Cô chú anh chị nào chơi thì lấy nha, chém gió chém giá được em bớt nhiêu thì em bớt. Những cô chú anh chị mà ở tỉnh á, thì cô chú anh chị sắp xếp xe ghé ngang lấy giùm em ha. Chứ em thì em không có giao ngoài tỉnh được. Ngoài tỉnh là mình bắt một chiếc xe mình giao cái bộ hồ này xuống tới cô chú anh chị là nó bằng giá cái hồ luôn rồi. Nên là cô chú anh chị ở tỉnh thì cứ sắp xếp xe ghé ngang lấy đi cho nó tiện, với lại nó rẻ nữa. Sẵn chuyến xe mình ghé mình lấy nó rất là rẻ, còn mình giao xuống là rất là mắc. Tại vì cái đó là mình tạo cuốc mới rồi cô chú anh chị. Cái hồ này có cái anh ở bên Vĩnh Lộc B, hồi sáng anh cũng qua anh xem anh chốt rồi nha cô chú anh chị. Anh cũng đặt cọc cái hồ này rồi. Cái hồ này là 845 5 ly đáy 8 nha. Đề can này còn rất là đẹp. Cái hồ này hôm bữa em cũng có thu của cái anh khách, nhưng mà con cái là mình bị hố cô chú anh chị nha. Thu 500k thì cũng như mình bán lại, mình đem về mình cũng keo bụng đậu này kia lại, mình để giá lại cũng 500k luôn, chứ mình không có thêm bớt gì luôn cô chú anh chị. Vẫn giữ đúng giá nó, lấy vốn lại luôn thôi. Nói chân thì chân mới nha, chân mới luôn. Rồi chiều nay giao qua cho anh. Ở đây, trong đây có cái hồ này, quay cho cô chú anh chị xem nha. Đó, thì hồ này là hồ mới, kiến cũ gấp mới của chú anh chị nha. Đấy, cái hồ này là mình làm được cái chân, mình để được 2 tầng hồ nè, là mình để được 2 cái hồ giống như trên nè. Chân sắt thì chân sắt vuông 4 cô chú anh chị nha. Chân sắt này bao chắc chắn vô cùng luôn, tại vì hàng tới 3 cây ngang nè, nó chân mới. Thì cái hồ này á, kích thước của em nó là 1m, rộng 50, cao 50 nha. Đáy thì 12 ly, thành thì 8 ly. Đó, kiền này cũng kiền 8 luôn. Cái hồ này nếu mà mới á, thì cái giá của em nó là tầm 3-4 triệu vậy đó cô chú anh chị. Nhưng mà cái hồ này mình gấp kiến cũ thì mình để cái giá thanh lý là 1 triệu nha. Hồ này 1 triệu, đáy 12 thành 8 nha. Mới gấp, cũng khô rồi. Cái lọc trên theo hồ là lọc đầu tàu nha. Làm cái lọc đầu tàu theo hồ luôn. Đấy, nếu mà cái lọc này cô chú anh chị nào cần dán đề canh đen thì mình dán nha. Chứ bả keo đen thì mình không có bả đâu. Bả keo đen mất thời gian, với lại chỗ mình không có rộng để bả keo đen. Nên cô chú anh chị thông cảm nha, được thì cô chú anh chị lấy. Đó. Rồi bây giờ cái bộ này để cho cô chú anh chị là 1 triệu 8 nha cô chú anh chị nha. 1 triệu 8 ha, chân 2 tầng nha. Đó, 1 triệu 8. Hồ này nếu mà để lên cái chân này nữa thì chơi không biết nào hư đâu cô chú anh chị. Đáy tới 12 ly là hồ 1m mà đáy 12 thì xài rất là lâu hư. Đó, luôn cái lọc đầu tàu theo hồ 1m luôn. Chân hồ lọc 1 triệu 8 nha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ cho em. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì em sẽ bắt xe dùm cho cô chú anh chị ship nó dễ. Còn ngoài tỉnh á, ngoài thành phố Hồ Chí Minh thì nói chung ra là nó rất là khó ship. Cái vận chuyển nó rất là cao, cho nên là cô chú anh chị á, muốn lấy những cái hồ này mà cô chú anh chị ở ngoài tỉnh thì sắp xếp xe ngang đi ngang mà ghé xưởng lấy á, nó rất là rẻ. Đó, sẵn chuyến đi chuyến về nó rẻ lắm. Còn mình bắt chiếc xe cũng như nãy mình nói đó, mình tạo đơn cũng như tạo đơn mới, bắt cuốc mới, nó đi về nó mắc lắm. Hai cái hồ này của anh ở bên đường Nguyễn Linh, hôm bữa mình cũng đã có video mình quay rồi đó. Anh cũng đã cọc rồi, nhưng mà anh nói sáng anh lấy mà sáng giờ anh cũng chưa có điện cho mình, chắc anh bận công việc gì. Hai hồ quá trời đẹp luôn của chú anh chị nha. Nói chung hồ mà nuôi cá la hán á, thì kích thước tầm 60, 40, 50 kiểu này á, là cô chú anh chị chơi thoải mái. Xài 5 ngón, 4 ngón hay là xài 6, 7 ngón gì chơi cũng vẫn thoải mái cô chú anh chị. Nói thật, cá la hán thì nó hoạt động nhiều nhưng mà nó cũng không có cần cái không gian lớn. Hồ đẹp lắm nha. Hồ này thì 300k một cái cô chú anh chị nha. Đề can này tính riêng, đề can thì thêm vài chục nữa. Đây là 2 cái lọc của em đó. À,
nãy Lộc em nói ha, Lộc 55 theo Hồ 60. Rồi đây thì đây em còn mấy cái hồ này nữa, quay cho cô chú anh chị xem nè ha. Đây cái hồ này thì cũng mới lên, mấy hồ này là đáy 8 thành 5 đấy. Cái hồ, hai hồ bên đây chưa có xong cho nên là mình chưa có báo giá được ha. Thì có cái hồ bên đây xong rồi nè, hồ bên đây kích thước của em nó là 1 mét, dài 1 mét, rộng 40, cao 50 nha. Cái này thì full 5 ly luôn, đáy 5 luôn đó, lại dán kiền thì kiền 8 nha, chứ không đi kiền 5 được. Kiền 5 thì nó giống hàng chợ lắm, nó yếu lắm. Thì cái này cô chú anh chị nào chơi thì để cho cô chú anh chị 400k cái này cô chú anh chị nha, 400.000 nha. Đó, kiến thì nói chung ra là nói hồ cũ thanh lý thôi, nhưng mà kiến là kiến mới nha, kiến còn chất lượng chứ không phải kiến chạy chùa mà để dán lên bán cho cô chú anh chị đâu. Thì hai cái hồ này thì cũng mới lên, để em đo thử coi là cái kích thước hai cái hồ này nó bao nhiêu nha. Này 40 50 một mét. Cái hồ này 40-50 một mét. Hồ này em nghĩ tại vì bây giờ chưa có xong cho nên là cũng chưa có tính giá được. Thì cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ cho em ha, em báo giá hai cái hồ này. Những cái nào mà em làm xong hết á thì em sẽ báo giá luôn, còn cái nào mà chưa làm xong thì em sẽ không báo giá nha. Cái này thì 80 nè, 80 40 50, 80 40 50. Đó, em sẽ làm những cái hồ thứ gì cái kiểu gì cho anh cô chú anh chị chơi nha. Cô chú anh chị nào gần á qua chở cho nó dễ ha, bớt tiền phí ship lại. Đó, cái hồ mà nó xong rồi thì 400k của cô chú anh chị nha. Làm cái chân, cô chú anh chị nào săn được cái chân thanh lý nữa thì nó rẻ. Còn chân mà cô chú anh chị nó mà kêu làm á, đặt làm á thì cái chân nó rất là mắc. Nó thật cô chú anh chị là nó mắc. Cô chú anh chị nào mà săn được cái chân kích thước tầm 1m hay là 1m2 đó, rẻ thì cô chú anh chị cứ săn đi. Đó. Rồi bắt đầu mình đo theo cái kích thước cái chân đó, rồi bắt đầu điện gọi cho bên em. Giờ tôi muốn làm cái hồ theo kích thước cái chân đó nhiều đó, cứ gửi cho em sẽ làm đúng kích thước đó, là đem về cô chú anh chị chơi là rất là rẻ, nói thật luôn, rất là rẻ. Chứ cô chú anh chị muốn chơi theo kiểu tiết kiệm á, mà mình làm mấy cái chân á, chân thì lúc nào nó cũng mắc hơn hồ á, coi cho chú anh chị. Những cái hồ mà tầm 1m2 trở lại á, 1m2 trở lại là cái chân nó mắc hơn cái hồ, nó dám bảo đảm với cô chú anh chị luôn, trừ khi là chân thanh lý nha. Cái hồ mới không bao giờ mà nó mắc hơn cái chân đâu. Cái chân mới lúc nào nó cũng mắc hơn cái hồ mới đó. Rồi thì cái video của em hôm nay chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi, từ từ em sẽ cập nhật thêm cho cô chú anh chị xem á. Đấy. Hôm bữa em có nói là em sẽ làm cái video này là em chia sẻ cái cách trị bệnh cá của em, nhưng mà em chưa có chuẩn bị xong, mà sẵn có những cái hồ thanh lý nên là em quay cho cô chú anh chị trước. Rồi, cái video đó em sẽ dời lại sau cô chú anh chị ha. Rồi, rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Cho em xin một cái like, một cái đăng ký để tiếp tục những cái video sắp tới của chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui. Hy vọng là cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng em lâu dài trên con đường làm những cái hồ giá mềm mềm rẻ rẻ kiểu này cho cô chú anh chị xem ha. Thì những cái hồ này á, hồ 1m, rộng 40, cao 50 nè, cô chú anh chị thấy là rất là to. Những cái hồ này mà mình chơi cá size tầm 40-50 là vẫn ok cô chú anh chị nha, không có chật đâu. Những cái hồ này thì gì tầm vài trăm ngàn cái thôi, 6-700 thôi, tại vì nó 5 ly mà, cái đáy 8 nhưng mà thành 5 thì nó cũng tầm 5-600 đổ lại thôi. Rồi ok, một lần nữa xin chào cô chú anh chị nha, bye bye.